Hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2024, tức ngày 17 tháng 10 năm Giáp Thìn, chi họ Mai thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ và làm lễ dỗ tổ chi họ Mai tộc tại đây. Tham dự lễ khánh thành có đại diện hội đồng họ Mai Việt Nam, ông Mai Văn Ninh chủ tịch hội đồng họ Mai Việt Nam, ông Mai Quang Phấn phó chủ tịch thường trực, ông Mai Xuân Thắng phó chủ tịch chủ tịch hội doanh nhân họ Mai Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đại diện gồm ông Mai Bá Luyến Chủ tịch Hội đồng Họ Mai tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Tiến Dũng Chủ tịch Lâm Thời Hội Doanh nhân Họ Mai tỉnh Thanh Hóa, cùng đông đảo các thành viên anh em con cháu trong gia tộc thuộc chi Họ Mai Thôn Gia Miêu và trong huyện Tham Gia. Sau khi giới thiệu về lịch sử của chi họ, đại diện phía ban quản lý nhà thờ đã khái quát về quá trình xây dựng trong đó phải kể đến sự đóng góp lớn lao của đông đảo anh em con cháu trong dòng tộc để có được công trình hoàn thiện như ngày hôm nay. Sau diễn văn khai mạc, đại diện Hội đồng Họ Mai Việt Nam đã cùng đại diện Chi Họ Mai Gia Miêu đã cắt băng khánh thành nhà thờ Mai Tộc. Nhà thờ Mai Tộc Gia Miêu không chỉ là nơi thờ phụng mà còn là không gian linh thiêng để các thành viên trong họ thể hiện lòng thành kính với Tổ tiên, cầu nguyện cho sự bình an và thịnh vượng. Việc hình thành nhà thờ còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng, củng cố mối quan hệ thân thiết giữa các thế hệ dòng họ. Theo các tư liệu lịch sử ghi lại, Gia Miêu trước kia là ngôi làng cổ thuộc huyện Tống Sơn, nay là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là nơi phát tích 9 đời chúa và 13 đời vua vương triều nhà Nguyễn và được xác định là quê hương của Vương Triều Nguyễn. Vì lẽ ấy, Nguyễn gọi Gia Miêu là đất quý hương, gọi huyện Tống Sơn là quý huyện. Cũng xin nói thêm rằng, tại quê hương Hà Long, Hà Trung Thanh Hóa này, cũng là quê hương của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Họ Mai Việt Nam, Thượng tướng Mai Quang Phấn. Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội, Nguyên Chính ủy quân khu 4. Xin chúc mừng chi họ Mai Thôn Gia Miêu, chúc dòng họ luôn đoàn kết, phát triển góp phần vào sự phát triển chung cộng đồng họ mai việt nam nội dung hình ảnh mai xuân thắng tư liệu mây trường sơn